Vâng, em xin chào tất cả mọi người đến với kênh của em tên là Hùng. Shop của em thì đơn giản lắm, mà các bác chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn các bác mua ship COD đấy, ship COD là nhận hàng và trả tiền thì các bác phải chịu cái phí ship. Thì đặc biệt em có hỗ trợ cho các bác cái phí ship đấy. Ai mà mua COD thì em có hỗ trợ ít nhất là 40 đến 50% phí ship. Tức là 100.000 thì em sẽ hỗ trợ cho 50.000. Đó là ai mua COD đấy. Các bác không nói thì em cũng hỗ trợ. Đó. Tức là các bác nhận hàng thì các bác thấy tiền ship ít thì các bác cũng đừng có cho là Viettel nó tính ít cho các bác nhé. Tại vì bây giờ phí ship khá chỉ là cao. Đó. Đây là số điện thoại và số Zalo của em. Và đây là ngân hàng Sibank. Vâng. Các bác nhớ nhé, ai chuyển khoản thì em sẽ bao ship, ai ship COD thì phải chịu cái phí ship. Hôm nay rất chi là hay, có nguyên một cái hộp điện luôn các bác ạ. Đấy, thân của một cái máy máy gọi là hắn có hai cái kích nâng, mà một cái con motor bơm dầu, tí này em nâng con motor lên. Và hôm nay có rất nhiều motor các bác nhé, đặc biệt là có motor máy may này này, con này rất chi là xịn sò luôn, tại vì tháo ra mới biết được cả một cái vi mạch của nó. Vâng, em vào vấn đề chính luôn các bác nha. Vâng, đây là một cái con bơm số 1 các bác nha. Con này là 125W. Một cái hãng này là rất là nổi tiếng đây. Sâu là 9m, còn cao là 33m. Đây lưu lượng đây, đây là tổng cột áp 33m, hút sâu 9m. Đấy, nhưng mà nó ghi như thế này thôi, nhưng mà các bác cứ phải trừ hao đi. Ví dụ như ghi hút sâu 33m thì các bác cứ trừ đi còn 20m thôi. À, hút sâu 9m chứ. Còn cao là 33m. Sâu thì còn 7m, cao tầm khoảng 20m. Rồi, ok. Để em cắm điện cho các bác. Con này là điện 220. Đang còn rất êm các bác nhá. Đó, đang còn rất êm. Đó, em đánh chùi nhưng mà vẫn đang để lại cái tem. Con này là con số 1 các bác nhé. Con số 1 này. Em bán 400k. Một con bơm như thế này bây giờ không lời không nổi 50k các bác ạ. Bởi vì bây giờ tiền ship bây giờ là rất chi là cao rồi. Như con bơm này nó nằm khoảng 7-8 cân. Đó, mà bây giờ kênh của em thì đa số toàn bán cho miền Nam thôi. Đó, toàn ship xa. Thế mới khổ. Rồi, con bơm số 1 điện 220 các bác nhé. Giá 400.000. 400k đấy. Rồi. Con bơm số 2, một con bơm số 2 là một cái con rất chi là đẹp luôn. Con này là thân nhôm, nhôm gọi là nhôm gì đây? Nhôm này là đắt hơn nhôm thường. Đó. Đây đang còn tem tiếp. Đây. Con này của nó là 200W các bác nhá. 200W này. Đấy, cũng 9m. Cũng cao 9m và sâu 9m và cao 40m. Vòng tua của nó là 2850 vòng trên phút. Model của nó là QH-200AL. À, cái này là trục cốt của nó nhé các bác nhé. Trục cốt của nó là inox nhé. Đây các bác nhìn này. Cho nên là các bác có dùng bằng nước giếng khoan hay là cái gì đấy, các bác để lâu ấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, hắn không như thế là mấy cái trục sắt, mấy cái trục mà sắt thì các bác mà có dùng xong các bác để lâu quá là nó bị bó. Cái nước giếng khoan rất chi là hại. Con này thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Đấy, điện 220. Và ở trên đây là nó có dập ISO 9001 luôn các bác này. Đó. Con bơm này là của Hàn Quốc các bác nhé. Rồi, ok. Sunzumi. Rồi. Đây, con là đây là con số 2 các bác nhá. Hôm nay có một cái con bơm heo của Ý các bác nhá. Rất chi là hay luôn. Rất chi là nhỏ đang nằm dưới con này luôn này.
đang bị con này đè lên. Con này là con số 2 các bác nhé. Số 2 em bán là 470k. Để mà có một cái con bơm mà 470k thế này là giá quá chứ là rẻ các bác nhé. Tại vì bây giờ giá cái gì nó cũng lên rồi, rất chi là khó bán luôn. Đây, đây là một con bơm. À, con bơm để em bê lên. Bởi vì sao? Cái con heo này nó không như thế mấy con heo kia, nó nhẹ hơn. À, đây các bác xem. À, maximum là 60 gì 50 cái gì đây, à, 0.5 HP các bác nhá. Tức là con này gần một ngựa. Vấn đề là 0.7 ngựa đó, à, 0.7 HP và đây là 0.5, à, tức là 550W ấy. Cực kỳ êm luôn các bác nhá, cực kỳ êm luôn, mà nó bơm cực kỳ gấu luôn. Đó, chạy cực gấu luôn, đang còn zin luôn các bác nhá. Đấy, vòng tua của nó tới 2009 mà. Đó, con này thì các bác không phải mồi, hắn là bơm chân không mà. Đa số bây giờ người ta là làm toàn bơm chân không thôi. Đó, cho nên là các bác không phải lo cái chuyện mồi. Đó, con này xài điện 220 các bác nhá. Nó đi tụ 10. Con này thì khá chi độc đáo, hắn là của Ý đấy. Hàng xịn đấy các bác, hàng nhập đấy. Rồi. À, con này là con số 3 các bác nhé. Con số 3 em bán là 670k. Con này là em mua cái giá là giá rẻ, nhưng mà thực chất ra là nó đắt hơn cả cái con mà nặng hơn nó tới 3-4 cân đó các bác nhé. À, cái hàng đúng hàng chất lượng, nhìn nó khác hẳn luôn các bác ạ. Rồi, ok. Họng hút của nó đâu là 21 đấy các bác ạ. Rồi. Xong con số 3 rồi các bác nha. Giờ đến con số 4 đi. Đây, con số 4 lâu lắm rồi. Con số 4 lâu lắm rồi các bác ạ. Một con rùa cái. À, một con rùa cái. Con này thì các bác muốn em đấu thì em đấu cho. Hắn là của Hitachi xịn 100% luôn các bác nha. Đây. Các bác thấy chưa? Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi. Lại mới thấy một em rùa mà đang còn đẹp như thế này. À, cái tốc độ của nó thì cũng không khác gì cái loại này các bác nhá. Không khác gì cũng mấy cái loại rùa kia thôi. À, đây em hay gọi là con rùa bà. À, con rùa bà. Con rùa bà này em muốn để zin cho các bác. Đấy, nếu như các bác mà yêu cầu em câu dây để cho nó chạy thì em sẽ câu dây cho nó chạy cho các bác xem nha. Đấy, tại vì nó cũng không khác gì cái loại kia. Đây, hắn cũng có dây cảm biến vòng tua. Đấy. Em muốn để zin. Dây đang còn zin đét luôn. Em không muốn sờ vô một tí nào hết. Có nhiều bác yêu cầu em là đừng có đấu, để zin cho các bác về, các bác đấu điều tốc cho nó dễ. Rồi, ok. Thì đây cũng có con em đấu, cũng có con em để zin. Rồi tí nữa em sẽ xen kèm một con cho nó chạy cho các bác xem cái tốc độ của em nó. Rồi, con này là con số 4 các bác nhé. Con số 4 này em bán với giá là 500k. Hitachi. Đây để là 230V các bác. Con này khá đẹp. Em rất thích motor. Mặc dù là em chả biết gì. Rồi, ok. Số 4. Số 4 500k. Và bây giờ em đi đến con số 5 đi để em
Em lấy một cái con tốc độ ra để em cho nó chạy cho các bác xem. Con này là em có đấu rồi đây. Đấy. Đấu dây thì tất cả các con rùa này đấu dây hắn như nhau hết. Hắn như nhau hết các bác nhé. Từ cách đấu đến màu dây hắn như nhau hết, cho nên là rất chi là dễ. Được cái lô hàng này em lấy nó không có bị nẹt lửa các bác ạ. Tại vì lô hàng này là lô hàng em cất, em thủ. Đó các bác xem. Có nẹt lửa không? Không nẹt đúng không các bác? Một em motor như thế này nó nặng tới 7 cân các bác nhá. Cháy giấy luôn. Một em motor này nó nặng tới 7 cân các bác ạ. 7 cân. Đấy. Các bác biết. Đây là em rùa đực. Rùa đực này thì em nó hắn cũng giống nhau thôi, nhưng mà nó kín kín cửa cao tầng hơn cái loại rùa đực kia. Đó. Nhưng mà em vẫn bán cái giá đó cho các bác. Tại vì sao? Em lấy cũng bằng cái loại đó, cũng bằng cái loại kia. Mặc dù là nó nặng hơn, nó nặng hơn con kia tới gần 2 cân đấy. Đấy, nhưng em vẫn bán cái giá như vậy. Tại vì cái lô này em lấy giá nó lấy lâu rồi đó. Cho nên là em vẫn bán giá cũ cho các bác đó. Cho nên là em vẫn bán với giá là 450k. Con số 5, 450k. Tiện đây thì em nói luôn, có bác nào mà có đăng ký hàng ở trên trên Zalo, trên cái gì đấy, trên Sen Đỏ với là trên trên mấy cái trang để mình bán hàng đấy, mình bán hàng cái gì có lương tâm một tí. Đó. Chứ em thấy người ta comment rất nhiều, người ta nói về cái tình trạng là bán hàng đăng một kiểu đưa một kiểu. Đưa thì người ta đưa, ví dụ như em hay đưa cái quạt, ví dụ như 5 cánh thì ta đưa 4 cánh thôi. Chứ đừng có 5 cánh mà đưa xuống còn có 2 cánh với 3 cánh. Hoặc là các bác mua một cái con motor đăng lên thì đẹp như thế này. Đến khi đưa một cái con gì đen gì đỏ ra. Xong rồi em đọc cái lời comment em thấy là tại sao mà lại đưa cái con motor như thế. Thì shop trả lời một câu rất chi là trắng trợn luôn. Tôi chỉ bao cho bạn là động cơ chạy được, chứ tôi không bao cho bạn là hàng mới. Tại vì hàng cũ, hàng cũ nhưng với điều kiện các bác phải đánh chùi hay là làm cho nó sạch sẽ một tí. Đấy, em mang về em phải đánh chùi, phải làm liếc, chứ đâu phải là em mang về cái là em bán được ngay đâu. Cho nên mình làm cái gì thế có lương tâm một tí. Đấy, em nói không phải là em vỗ ngực em xưng hay, ai cũng có một cái lỗi hết, nhưng mà không nên trắng trợn như thế. Rồi, đây là một cái con rùa em để nguyên bản luôn, chưa câu dây. Các bác muốn câu thì em câu luôn cho. Đấy. Nhưng mà đa phần là câu dây cho các bác thôi mà. Đó. Cái lô hàng này em nói với các bác đa phần là nó không lẹt lửa hết. Con nào cũng ngon. Đó. Con này là con số 6 các bác nhá. Số 6 này. Số 6 em bán 400k. Con này là con rùa cái. Con rùa cái thì bao giờ nó cũng nhỏ hơn các bác ạ. Đấy, nhỏ hơn. Rùa đực thì bao giờ nó cũng to, đẹp. Đấy, con này khá đẹp, khá mới. Các bác nhá. Con số 5. Cái vòng tua của nó cũng y chang như thế thôi. Đây các bác xem. Rồi. Tiếp theo là một em motor rất chi là hay ho để nói. Đây. Các bác xem. Tem đây. Nhưng nó dùng điện 220V. Nhưng mà em cắm 220V hắn nhảy. Tức là hắn phải qua một cái con cầu. Đó, con cầu với cái con gì đấy. Gọi là điện điện DC ấy. Nhưng mà theo em thì các bác cứ chơi điện 24V hoặc điện 12V mà dùng cũng được. Đây, em lấy một cái bình. Em cho nó chạy.
Đây, cái bình 12V các bác nhé. Thì các bác về các bác dùng 24 hoặc 50 hoặc 100V thì nó vẫn chạy, nhưng mà 220 là nó nhảy. Đấy, các bác thấy chưa? Em nhìn lên máy thì trong máy nó quay sao thì ngoài nó quay vậy luôn đó các bác ạ. Đó. Cái này em nói luôn, nó là một con motor của một cái máy hàn hàn chân không ở trên một cái băng chuyền đấy, và mỗi một cái con như thế thì em sẽ tặng kèm theo một cái như thế này để cho các bác về các bác làm cái gì các bác làm đấy, tại vì em tháo ra, em mua người ta em tháo ra là như thế này đấy các bác nhá, để các bác về các bác dùng điện như thế nào đó cho nó hợp lý. Cái này về các bác nghịch ngợm chế cháo linh tinh thôi chứ em chả biết làm cái gì. Con này là con số 6 các bác nhé, một con motor giảm tốc rất chi là xịn sò, số 6 hắn là thân nhôm 100% hết các bác nhé. Đây này các bác nhìn này, thân nhôm hắn có hai màu, màu đen và màu xanh các bác nhé. Số 6 em bán với giá là 400k, quá rẻ cho một em motor như thế này các bác nhé. Bởi vì khi mà các bác mua motor giảm tốc thì các bác biết rồi đấy, nó rất đắt. Con này nặng khoảng 2 cân. Rồi, ok, số 6 các bác nhé, 400k. Rồi, tới số 7. Số 7 là một em giảm tốc khá chi là xịn sò luôn. Đó. Đúng hàng Nhật luôn các bác nha. Nhưng mà hắn có 4 giây, thật sự là em chưa test con này luôn. Các bác đợi em 1 phút thôi. Đấy, con này con này thực chất ra là em cắt 4 đầu dây rồi. Trên đây nó có đề 200V. Nhưng mà em cắm 200V này, 2000 vòng này, 60W. Ở đây em có để cái bản đồ vòng quay. Đó, hắn là nhôm các bác nhá. Đây là cái mắt thăm dầu. Đó, rất chi là hay ho luôn, nhưng mà khổ cái là em cắm bây giờ là nó u thôi. Đây này các bác này. Em cắm điện 220 với cái dây đỏ và cái dây xanh. Còn mấy cái dây kia thì em cắm không không thấy cái gì. Đấy. Nó kêu u thế thôi. Còn mấy cái dây này thì em cắm không không có hiện tượng gì cả. Đấy. Thì cái con này các bác đợi em lấy cái bộ điều tốc của nó. Đây. Cái này là 4 cái dây của nó các bác này. Các bác nhìn kỹ này, nâu vàng xanh đỏ này, hai dây trắng này, hai dây trắng là chắc là dây nguồn vào. Đó, đây là cái hộp điều tốc của em nó đây. Đây là cái bộ của nó đây. Đó. Đây, dây vào này. Đó. Còn mấy cái này là như cái này là em tháo ra là từ cái hàn á. Cái này là để hàn này. Đó. Còn có một là cái dây là dùng quạt. Dây dùng quạt và một cái dây băng chuyền. Thì trên đây nó có ghi đây là hàn này, đây là quạt này, đây là băng chuyền này, đây là motor này. À, các bác thấy không? Thì em tháo nguyên ở trong một cái băng chuyền ra là hàng sống 100%. Đấy, con này thì điều tốc của nó đây. Đây các bác xem 4 cái sợi dây này của nó đây. Đó. Nâu vàng xanh đỏ đây. Đó, còn hai cái dây trắng này. Hai cái dây trắng này chắc là dây công tắc thôi. Đây, chắc dây công 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 tắc. Đấy, thì các bác về các bác nghiên cứu nhá. Đó, chứ còn con này là đo đếc đang còn sống nhăn răng luôn. Rồi, ok. Nhưng có cái là nó không có co, nó to hơn mấy con kia. Đó, nó to hơn mấy con kia cho nên là nó vi vi không không dùng được 24V. Đó.
Có mà thấy không? Có mỗi như thế rồi đấy. Nhưng mà con đi mà em mày mò là em cho chạy được. Nhưng mà em không dám mày mò. Mày mò sợ ngu si rốt dai rồi sinh ra phá hoại. Cho nên là em không dám. Tầm này thì không dám làm một cái gì. Rồi, thà để như thế này, các bác về các bác nghịch hư các bác chịu. Chứ bây giờ mà em mà nghịch hư thì em không có lý nào, không có cái lương tâm mà cái để đâu mà em lại đi hư rồi em gửi cho các bác được. Đó. Thà như bây giờ đang u như thế, em gửi cho các bác. Về các bác làm cho nó chạy. Rồi các bác khoe với em. Rồi ok, đây là số 7 các bác nha. Số 7. Em bán với giá 500k. Để nói 500k thì cái con này em nói thật với các bác là quá chi là rẻ chứ không phải là rẻ này. Các bác tính kiểu gì thì kiểu, không bao giờ em bán đắt. Đó. Nếu như nó chạy thì em bán cái giá nó khác. Còn đây là em bận, cho nên là em không thể làm được. Mà nói hẳn ra em không biết làm. Rồi, cho nên em không nghịch ngợm nhá. Em để gì cho các bác về, các bác nghịch. Đó. Rồi, ok. Số 7, 500. Giờ tới số 8. Đây. Cái con này bây giờ đang là cháy hàng này các bác này. Đó. Các bác thấy chưa? Của nó là không có cái này đâu, nhưng mà em mua cái là hắn bỏ vô. Đấy, con này là 6GU trừ 250K. TL Moto. Còn đây, oát cho xem. Đó. 250W các bác nhá. Cũng một hãng motor này nhưng 65W mà nó đã bán hơn 2 triệu rồi. Thì em chả biết là 250W thì nó bán giá bao nhiêu. Em thấy cái motor thì có cái gì. Hắn là motor 1400. Đó, xong bắt đầu hắn lắp cái bộ hộp số lên đây. Đó, cái bộ nhông. Và bây giờ em sẽ cho nó quay. Đó, rất chậm các bác nhá. Ở trong máy sao thì ở ngoài như vậy luôn các bác nha. Đấy. Để em dán cái này lên. Nói chung là cái này thì chắc có nhiều bác biết. Kể cả là biết cái giá trị của em nó luôn. Hắn là phun nhôm các bác nhá. Hắn là phun nhôm. Đấy. Nhông đồng 100%, dây đồng 100%. Điện 220, 250W, 2A, rồi. Con này là con số 8 các bác nhé. Con số 8, em bán với giá là 1 triệu. Con này khá nặng đó các bác ạ. May mà thân nhôm cho nên nặng đấy. Bây giờ em sẽ đưa một con thân sắt ra cho các bác xem. Rồi, số 8 1 triệu các bác nhá. Phun nhôm. Điện 220. Rồi đây, một con thân sắt đây. Đây cũng là một hãng motor rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà cái tem của nó bị mờ rồi, nhưng em đã check lên trên mạng rồi. Và biết là cái loại motor này là motor của đây này, có tem này là các bác này. Đó. Chữ Nhật hẳn hoi nhá. Tem nhôm nhưng mà nó bị bong ra mất rồi. Đó. Rồi. Con này các bác muốn quay ngược cây xuôi thì đây, đỏ với cái dây này này, với dây vàng là quay thuận, còn đỏ với cái dây bên đây là quay ngược. Đấy, cứ thế thôi. Coi như đây là dây nguồn vào này, còn đây là hai cái dây đảo chiều. Đó, các bác muốn đảo chiều ở đâu thì các bác đảo. Đó. Đây đang quay như thế này nhá. Bây giờ em cắm sang bên đây của tủ. Đấy, nó lại quay ngược lại đấy. Tốc độ con này thì nhanh hơn con kia các bác nhá. Tốc độ con này thì nhanh hơn con kia. Và nó cũng nặng hơn. Đấy. Nó cũng nặng hơn. Nhưng mà nó là đầu nhôm. Cái đầu hộp số trên đây thì bằng nhôm này. Mà thân này thân sắt này các bác nhé.
Đó, đầu nhôm, trên đây là nhôm, đây là sắt. Đó. Con này thì theo em như được biết thì nói chung là nó chỉ ngang ngang như con kia thôi. Nó cũng chả gọi là rẻ hơn hoặc đắt hơn bao nhiêu cả. Nó tầm ngang nhau. Rồi, con này là con số 9 các bác nhá. Em bán với giá là 900k. Cái này thì các bác cần việc thì các bác với thấy nó giá nó hợp lý. Chứ còn để mà đam mê mà mua những cái em motor như thế này thì nó cũng hơi bị lãng phí, bởi vì giá thành nó khá cao, hơn cao hơn so với motor kia rất nhiều, rất rất nhiều luôn đấy. Nhưng mà với em thì em bán thì cũng chả bao nhiêu đấy, các bác cứ nhìn là xem có đúng không. Rồi, ok, cho em xin hạ xuống nhé, con số 9 các bác nhé, 900k. Quên mất một em bơm tăng áp cho tắm nóng lạnh, cho giặt quần áo, cho máy giặt các thứ. Em này khá chỉ là xinh các bác nhé. Đấy, khá chỉ là xinh. Cái này nó không giật cho nên là không ảnh hưởng gì các bác nhé, không sao hết. Ở trong đây nó làm một cái, trong đây tháo hai con ốc này ra thì trong đây có một cái công tắc giống như dạng dơ le. Khi mà cái bình áp này á, các bác đóng vòi nước lại thì nó sẽ tống cái cao su nó nó đánh vào trong cái dơ le đó là nó sẽ ngắt. À, thì nói không bằng dẫn chứng cụ thể luôn. Em sẽ tháo con ốc này ra, em tháo con ốc này, hai con ốc này ra em test cho các bác xem có đúng không, hắn bơm áp là như thế nào. Hắn chỉ là cái bình áp này nó tăng cái độ áp nước lên để cho cái này này đấy, nó đánh vào trong cái công tắc này đó. Quay lại đằng này đúng đấy, đây các bác xem này, đây đây là một cái van cao su này. Đấy, khi mà áp nó đẩy cái van này đấy, nó có cái hạt đấy, cái hạt nó đánh vô cái này đánh vô cái công tắc đây. Thì bây giờ em cắm điện đấy, đang chạy đấy, tắt đấy, êm cực kỳ luôn. Đó, con này thì các bác mua là để về dùng cho nước yếu hoặc là nước ở bồn mình yếu quá mà nó không thể nào mà tắm nóng lạnh mà cần đến cái này lắm, cho nên là không có cái này là không thể dùng được. Con này đang còn khá chứ là đẹp, khá chứ là mới nguyên zin các bác nhé. Con này là con số 10, em bán với giá là 400k. 400k thì các bác mua thì nó rẻ hơn được một nửa so với thị trường. Đó. Rồi, ok. Rồi, để đây để em vặn ốc lại. Cái này thì các bác về để như thế này được, chả cần phải phải chụp chiếc gì đâu. Tại vì nó không ảnh hưởng gì đâu mà. Em giờ xin bỏ đây để tí em vặn lại. Ok, đó là con số 10 400k các bác nha. Giờ tới con số 11 là một cái con motor máy may. Nó khá nặng cho nên là các bác chịu khó nhìn tay đây đi nhá. Để em cố gắng em bê lên một tí cho các bác xem cái tem của em nó. Năm trăm năm mươi watt, ui trời nặng quá quá rồi. Hắn là dùng motor 3 pha các bác nhá. Ở cái hộp này hắn không khác gì một cái hộp biến tần các bác ạ. Mở ra mới thấy là công nhận là nó làm rất chi là hiện đại các bác ạ.
để em tháo hai con ốc này ra cho bác xem cái phụ tùng bên trong của em nó rất chi là hoành tráng luôn, hai bên đấy, các bác thấy không, ăn không khác gì một cái bộ biến tần đấy. Làm con motor này em thấy quá chi là kỳ công và xịn sò luôn, ngay cả những cái đường mạch đường miếc của nó làm đồng sáng chói luôn các bác ạ. Đấy, nó làm rất chi là cẩn thận các bác nhé. Bên ngoài thì nhìn nó đã cũng màu thời gian rồi, nhưng bên trong các bác thấy đang còn mới, gần như là mới tinh luôn. À, nước ngoài người ta rất trau chuốt về cái nội thất bên trong, mà em thấy cả bên ngoài nó cũng đẹp. Rồi, em vặn sơ sơ lại. Bên kia nhìn cũng hoành tráng lắm các bác, để lật sang bên kia nhìn cũng đẹp lắm. Nói chung là em thích nhìn thôi chứ em chả biết hắn là cái gì. Em cứ thích nhìn thôi, tại vì nó làm nhìn thích lắm. Cái vỉ đắt tiền đó, là bao giờ nó cũng màu xanh như thế, nhìn đẹp. Đây, bên đây nó cũng như thế các bác nha. Bên đây cũng một hộp như thế luôn. Và đây là cái dây để cắm. Đây đang còn một cái dãy số nữa. Cái này để cắm mấy cái này các bác này. Đó, nhưng mà cắm mỗi cái này là được thôi. Đó là chạy thôi. Còn thân đang còn nhiều cái ổ cắm lắm. Còn bên đây này này. Đó, bên đây. Đó, dãy đây. Dãy đây thì em đo thì có mỗi một cái có điện. Là đâu cái trên đây à? Là đâu 10V. Ừ. Phát ra 10V. Đấy. Con này nó khá chỉ là nặng các bác nha. Đấy là nó đang là nhôm đấy nhá. Đấy, nhôm đấy. Rồi, bây giờ em xin test. Nó là điện một pha các bác nhá, điện một pha. Nó đã qua xử lý ở trong bộ vi mạch đó rồi. Đó, nhưng mà nó đã rất nhiều cái chức năng của nó. Đấy chứ không phải là đây để em quay sang đây. Có cái cầu dao bên đây, à có cái công tắc à, nhấn chạy bên đây các bác nhá. Đây này, nhấn chạy đây này. Đó, máy may mà. Đạp mà ít thì quay chậm các bác nhá, đạp sâu thì quay nhanh. Đó. Hắn không giống như cái motor kia là nó làm như cái bộ phanh. Đó. Mà cái motor này nó làm giống như cái bộ điều tốc luôn các bác nhá. Này các bác để ý này, hắn giống như cái bộ điều tốc, chứ không như thể là cái motor công nghiệp kia là khi mà mình hắn lúc nào hắn quay, lúc nào mà mình đánh cái má phanh vào á thì bắt đầu đi lôi cái này chạy. Còn cái này á là lúc nào mình đạp thì nó mới chạy. Đó. Đó, nó thả ra là hắn ngưng chạy luôn, chứ không như cái kia thả ra là motor vẫn quay. Mình đạp vô bắt đầu là hắn cứ ăn cái bố thắng vào trong cái này, bắt đầu cái quay cái này. Còn cái này là khác. Đó, cái này hay cái là nó làm giống như cái bộ biến tần để xử lý điện 3 pha sang 1 pha luôn. Đấy, em đã tháo ra em nhìn rất rất kỹ rồi. Tại vì em lấy hai con. À, một con thì nó có một cái hộp đồng hồ đây. Đó, mới mua về á thì em nhấn cái thì chạy, nhưng mà khi em chỉnh xong cái đồng hồ cái là hết chạy luôn. Em chả biết là tại em chỉnh cái đồng hồ hay là như thế nào. Đấy. Hắn giống y chang thế này, hắn khác mỗi cái là hắn có cái mặt đồng hồ ở đây. Đó, lúc đầu về là em thấy 6 số 3, rồi xong em nhấn rằng mà hết chạy luôn. Đó, rồi em thử đấu điện sang motor bên kia để chạy con motor đấu bên đây này, cái hộp mà điện sang đây để đấu sang con motor kia thì vẫn chạy, motor không sao cả. Đó, nhưng mà chả biết là do em nhấn lung tung hắn hư cái cài đặt hay là hắn cài đặt cái gì đấy mà em không biết. Đó, các bác nào mà biết thì giúp em nha. Có một con đấy, đang nằm dưới đây rồi, không linh tinh liên duyên nữa. Con này điện 220 các bác nha. Đó. Rồi, con này là motor máy may công nghiệp 3 pha sang 1 pha hệ điều tốc, có biến tần bên trong.
Em bán với giá là con này là con số số 10. Số 11 chứ. À, số 11 à? Để em xem. À đúng rồi, con số 10 kia. Còn đây là con số 11 các bác nha, xin lỗi. Đấy, em hay nhầm lắm. May mà có con sen nhà em nhắc. Con số 11 em bán với giá là 1,2 triệu các bác nhá. Đấy, các bác xem hẳn mua, xem rất kỹ rồi hẳn mua nhé. Nhất là bác nào mà nhà mà có máy may mà không may mà bị cháy cái con motor này thì đúng là quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Đỡ đi rất nhiều, tại vì bây giờ mua cái này mua mới thì nó giá nó khủng khiếp lắm, thật sự luôn. Thương hiệu đây. Rồi, ok. Nặng quá nên các bác cho em tốp lại nhé. Rồi, con số 11 em ra bán với giá là 1 triệu 200k. Rồi, trước mắt các bác là 5 con đèn LED dạng siêu dày, siêu nặng. Cái bóng đèn này nó cũng khác cái bóng LED kia các bác nhé. Đó, các bác nhìn thấy LED không? Bóng này thì đắt hơn bóng kia rất chi là nhiều. Sáng trắng các bác nhé, sáng trắng. 5 con bóng này em bán với giá là 250k. Nặng 2 lạng một con các bác nhé. Bóng kia thì nặng có gần lạng với lạng, bóng này nó nặng gấp đôi. Con này là con số 12, bán 250k. Em thích cùng cùng màu cùng miếc như thế này thì về mình trang trí nó cũng dễ, nó cũng đẹp hơn. Đây, cái bóng này nó làm cái bộ tản nhiệt rất chi là dày dặn các bác nhé. Đó, mà cái bóng LED nó cũng khác. Đó, không giống như cái loại LED kia. Nói chung là nhìn hàng xịn, nhìn cái là biết ngay. Rồi, nhưng với em thì xịn hơn, chỉ có giá như thế thôi. Rồi, em xin bỏ một túi. À thôi, ra tạm vào đây. Tạm vào đây. Là em 12. Và đây, em 13. Làm một cái em này cho các bác về mà chế cháo thì đúng là ra vấn đề luôn. Đấy. À, các bác về các bác vít hai con ốc này xuống một cái gỗ. Đây, hắn có hai cái lỗ sẵn đây. Bốn lỗ nhá. Hai lỗ đây và một lỗ đây. Bác về các bác vít hắn xuống như thế này cho em. Rồi các bác làm hai cái miếng chắn hình chữ L. Thì thế này thôi. Các bác để gầm bàn hay các bác để chỗ đun nấu hay các bác để bất cứ một chỗ đâu. Cực kỳ mạnh, cực kỳ mát luôn. Đây. À, em có để lại một cái dây trắng và một cái dây đen. Thì cái dây trắng là dây nguồn đầu tiên. Các bác muốn đấu một cái dây gì đó thì các bác cứ đấu dây trắng trước, rồi bắt đầu là các bác đấu dây khác. Nhưng em đã chọn rồi, các bác đấu một dây thôi, dây trắng và dây đen này thôi. Chạy cực kỳ gấu luôn các bác ạ. Đấy, kể cả là các bác làm máy là mài hai đá hay các bác làm chà nhám hay các bác làm cái gì cũng được, motor này rất chi là hay ho luôn đó. Bởi vì sao? Thân nó là thân nhựa các bác nhá, thân nhựa chịu nhiệt, thân nhựa cứng luôn đấy. Bên trong là nhìn thấy đồng luôn đấy, các bác thấy không? Đấy, hai bên luôn đó, dạng này cực kỳ tốt luôn đó, nhựa. À, lần đầu tiên em lấy được con motor như thế này. Đó. Đấy thì em đã đấu sẵn cho các bác rồi, chỉ dây trắng và dây đen này thôi. Còn về đây, các bác mà thấy bên đây mát, các bác ngăn mà thấy bên đầu đi bên đây mát thì các bác quay sang bên đây. Đấy, quay ngược, quay xuôi, không cần phải đảo chiều nữa luôn. Đấy, đi nhá. Quay sang đây. Ui dồi ôi, gió kinh khủng khiếp luôn. Rồi, ok. Các bác thấy dạo này em bán hàng đóng thùng xốp có được không các bác? Nhưng mà bên Viettel nó đang nói em là cứ đóng to như thế thì nói thật với anh là 10 cái thùng nữa đầy nửa xe rồi. Nó đang đòi lên giá cước của em các bác ạ. Thế đấy. Hôm hắn dám tự động nó lên giá cước một đơn hàng của em. Thì em sang em làm lên. À, con này là con số 13.
Em bán là 350k. Độc nhất vô nhị, chỉ có một con. Cực kỳ mạnh, cực kỳ mát mà cực kỳ bền. Đây, em buộc hai cái dây này vô. Các bác về coi như là cứ thế là đấu thôi. Còn hai cái dây này cất đi. Còn tụ thì em đã đấu ở đây sẵn rồi. Đấy, tụ zin của nó đây rồi. Bác nhá. Đấy, về thì các bác vít hai cái chân thì xuống. Đây. Đánh hai con vít đây. Các bác muốn làm máy mài cũng được, tại vì cốt nó dài tới hơn 10 phân. Cốt nó dài tới mười mấy phân một bên. Hả? 11 12 phân. Rồi. Tiếp theo vẫn là quạt các bác nhé. Hôm nay em sẽ đưa một cơ số quạt ra cho các bác xem. Đây. Hôm nay chỉ có 5 cánh và 4 cánh cho các bác nhé. Đó, điện 220, em sẽ câu tủ câu dây cho các bác. Các bác về chỉ việc chế công tắc và đấu dài dây ra. Và nó có chân đỡ chân điếc đây. Các bác về chế nó cũng dễ hơn các bác nhé. Điện 220. Cực kỳ mát luôn các bác, cực kỳ mát mà cực kỳ bền. Đặc biệt là các bác để trong những cái xưởng mà làm mộc, làm miếc, bụi bậm á, thì nó chịu được. Tại vì sao? Đây này các bác nhìn này, hắn kín bưng luôn. Đó. Hắn là motor ở trong những cái lốc nóng điều hòa ngày trước thôi, chứ còn bây giờ cái dạng mới bây giờ cũng không ăn thua các bác nhá. Mới bây giờ cánh nó làm chán đời lắm. Đó. Bây giờ em tính là cái cánh như nhá, còn giá trị hơn cái motor cháy còn quấn lại được, chứ cái cánh này vỡ thì không thể nào mà kiếm được. Đấy, cho nên là các bác biết bán một cái quạt như thế này cho các bác là em phải đóng vô một cái thùng xốp rất chi là to. Đấy, mặc dù cái quạt nó chỉ 2, 3 cân, 3, 4 cân thôi, nhưng mà đóng một cái thùng nhìn khủng khiếp lắm. Các bác nhận hàng các bác biết rồi đấy. Rồi đây là con số 14. Em bán là 350k. Đấy, anh đang đòi lên giá em những cái hàng này này. Em bảo có 2 cân rưỡi với 3 cân mà anh làm cái thùng to thế. Đúng ra là bọn em phải đo. Đo rồi bắt đầu nhân tính tiền. Hôm trước con dám tính của em một cái đơn hàng cái quạt này đây lên mấy chục nghìn. Rồi số 14 các bác nhá, 350k. Có hình như duy nhất là một con, một con 5 cánh thôi. Còn đâu là 4 cánh các bác nhá. Các bác chịu khó lấy 4 cánh. Tại vì sao? 4 cánh nó cũng như 5 cánh thôi. Tại vì người ta đã nghiên cứu và đã chế tạo ra, người ta đã làm ra như thế rồi. Đây này, bốn cánh như này các bác này. Đấy, em chưa lau đấy. Đó, các bác thấy không? Các bác yên tâm. Thôi em cứ ghi còn bốn cánh một số đi để cho các bác biết, để các bác mua nhá. Con này em chưa đấu tụ, nhưng các bác yên tâm, đến tay các bác nhá thì nó cứ phải là chạy, nó cứ phải là ngon. Đây là con 15, 350k. Đấy, con 15 với con 14 là như nhau hết các bác nhé. Công suất, tốc độ như nhau hết, không có cái gì khác nhau khác với cái là 5 cánh với 4 cánh thôi. Nhưng mà cái tốc độ gió nó đã làm ra một cái gọi là chỉ tiêu rồi, nhất định rồi. Cái lượng gió nó phải như thế thì nó mới làm mát được, thì nó mới làm mát được cái lốc ấy. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm, chứ không phải là 3 cánh hay là 6 cánh hay là 7 cánh thì nó mát hơn 3 4 cánh đâu, không có đâu. Rồi ok. Số 15 350k các bác nhé. Đến tay các bác thì em câu tụ câu dây. Rồi. Thôi nói chứ cứ phải vớ một con lên, vớ một con đấu tụ đấu tiếc lên quay cho các bác xem thì các bác lại. Ở đây là số 14 các bác nhá, giống như con kia thôi, hắn là 4 cánh mà. 350k, cái là em đấu tụ. Đây. Cắm điện 220 các bác nhá. Cực kỳ mát luôn. Ok. Rồi. 4 cánh đó các bác. Giờ chỉ có loại 4 cánh này. Cái 5 cánh có con. Rồi giờ tới số 15. À con đi thì nó lại full màn hình mất rồi. Cánh nó quá chi dữ dằn các bác ạ. Em cho gọn cái này vô hơn là nó đánh gãy luôn. Gãy mất cái cánh thì chết dở.
Đây, con này nặng gấp đôi, hơn gấp đôi con kia. Nặng gấp đôi con 4 350. Nó là 45W các bác nhá. Đó. Nặng 6 cân. Con kia nặng có 3 cân. Con này nặng đúng gấp đôi luôn. Đây, em câu dây sẵn rồi. Các bác về cứ việc chế công tắc bật mở, rồi các bác đấu dây dài ra. Gió mà phập các bác thấy không? Ăn mát mà các bác ngồi từ xa nó cũng mát, chứ không phải là như cái quạt công nghiệp mà nó kêu ầm ầm mà nó không thấy gió đâu các bác ạ. Đó. Ok, đây, nó làm những cái răng cưa thế này. Đấy, có lý do của nó hết đấy, chứ không phải mà tự dưng mà nó làm răng cưa thế này. Người ta người Nhật người ta làm, người ta tính gớm lắm. Giống như cái con tàu siêu tốc ấy. Rồi, đây là con 15. 15 em bán với giá là 500k. Con 15 này nó giống như cái con 23 hôm bữa đó các bác. Rồi, 15 500k các bác nha. Điện 220, em đấu tụ rồi, các bác về chỉ việc câu dây dài ra và chế công tắc thôi. Đây, lại một con full màn hình nữa các bác ạ. Con này là con 16. Đấy, ba cánh của nó đó các bác ạ. Cánh màu đẹp, rất đẹp. À, con này em coi nào, con này là 53W các bác nhá. Đây, 53W. Đó. 53W. 0,95A. Đó. Rồi, em cắm điện, chạy rất chi là gấu luôn các bác ạ. Đây, nó có cái ấy đây rồi, các bác về chỉ việc khoan vào một cái tường hay khoan vào cái gì đấy. Cái này thì phù hợp cho những cái phân xưởng. À, các bác làm mấy cái phân xưởng, phân xiếc ấy thì nên có những cái quạt như thế này. Thứ nhất là nó chịu bụi được. Cái thứ hai là nó chịu với thời gian, thời tiết. Đó. Cái thứ ba là giá thành nó cũng phải chăng mà lại dây đồng các bác nhá. Để em ướm ướm xem thôi là lại va đâu. Đấy, những cái này là phải kiếm một cái thùng hoặc là tự làm một cái thùng chứ còn chả có cái thùng nào vừa nữa các bác nhận mà nhận những cái thùng mà hơi bị xấu, hơi cũ kỹ một tí các bác thông cảm nhé, tại vì thùng mới người ta bán đắt lắm nên các bác hết sức thông cảm cho em. Rồi, đây là con số 16 các bác nhá. Số 16 em bán với giá là 600k. À, đặc biệt là ngoài Bắc có rất nhiều xưởng đang cần những cái quạt như thế này, người ta đặt em rất nhiều. Nhưng mà hôm bữa đó thì có mỗi con 23 với là mấy con to thôi, con 23, con 22 thôi. Cho nên là họ có đặt em thì em cũng không có để bán. Đó, cho nên là nhưng mà mấy người như thế là người ta bận lắm, người ta xem video cũng rất là muộn. Đến sáng hôm sau người ta đi xem thì hàng em đã bán hết rồi. Rồi, ok. Con số 16, 600k các bác nhé. Khá to, khá nặng. Rồi, số 17 là một cái xác máy đếm tiền các bác nhé. Ấn là 12V DC đây này. Đấy, ấn là 12V DC đây. À, thì em sẽ cho các bác một cái cục 12V để cho các bác về các bác nghịch. Thì cái gì đấy, các bác về chịu khó, các bác mày mò, các bác tìm tòi, các bác đấu cho em đấy nhá. Em thử xem cục này có hoạt động không nào. Đó. Hiện tại là bây giờ nó chỉ mới quay cái chân vịt này thôi. Và cái mặt đồng hồ nó sáng thì rắc nó lỏng quá các bác ạ.
Đó, cái mặt đồng hồ đây. Au. Thì các bác về các bác coi đấu lại, tại vì hắn đang còn mấy cái chỗ chưa đấu này. Ví là đang còn mắt điều khiển với là mấy cái mắt mắt đây này. Này, cảm biến đây này. Rồi đây, cảm biến đây. Và đây. Đây là hệ thống dây cu loa. À, quan trọng nhất là em motor này. Đó, em motor này là em motor 12V và nó có một cái mạch để kích đây. Thì em để nguyên như thế này, em bán cho các bác về các bác nghịch nhá. Và một cái cục adapter 12V. Một cục adapter 12V kèm theo để cho các bác về các bác mày mò. Đó. Chứ em tính là em tháo hết ra em bán cũng được, nhưng thôi em để như thế này để cho các bác cho nó, để các bác muốn làm sao các bác làm. Đây là số 17 các bác nhá. Em bán với giá là 300k. Rồi, số 17 300k các bác nhá. Đó. Rồi, trước mắt các bác là một em máy đếm tiền, nhưng mà em này thì nó xài cái motor to hơn các bác nhá. Đó, con này cũng 12V này. Đó, con này 12V. Đây, con này 12V. Cũng 2 dây. Đó, loại motor này rất chi là dễ cho nó chạy thôi các bác ạ. Hắn là 40W các bác nhá. Đấy. Đấy, motor 12V mà 40W. Em bán mình motor không 200 thì lúc nào chả bán được, nhưng mà em bán nguyên như thế này. Thì cái chỗ đây này em đã lắp dây rồi. Đó, nhưng mà em lắp nhầm, cho nên là nó quay có mỗi cái này thôi. Đó, cho nên các bác về các bác chế cháo hay các bác nghịch ngợm gì đấy thì các bác làm. Đây, đây là cái mấy cái đèn cảm biến tiền của nó đây. Ở đây nữa đây. Hôm trước em đã lắp lên rồi, là tức là em cứ thò cái tay vào đây che cái mắt này lại này là chạy. À, nhưng mà nó lại không chạy cái này. À, rồi là em lại đi tháo ra, em lại biết lắp lại. Đây này, nó chỉ bị nhầm mỗi ở đây thôi này. Là em tháo cái chỗ cái đống dây này này. Đấy. À, mấy cái rắc này giống nhau mà, 5 dây với 3 dây giống nhau. À, cho nên cắm búa xua mà nó cũng không cháy không sao hết, tại vì nó xài bằng 12V mà các bác. Đây em cắm vào cho các bác xem, cắm thì cái motor này nó chạy luôn này. Đó, các bác thấy không? Đó. Còn hôm trước á là em che cái này lại thì nó mới chạy, thả ra là nó không chạy. Đó. Nhưng mà nó cái này là không chạy, cho nên là em lại cứ đấu lại. Thế nên này. Cho nên là em bán cho các bác về các bác nghịch. Con này là con 18. Nghịch không thành công các bác lấy hai con motor này cũng được rồi. Đó. Motor này ngon này. À, 18 em bán 300k. Nhưng mà cái này vỗ tay mấy bác mà đam mê thì các bác sẽ làm ra được ngay. Chứ còn em thì nói thật với các bác là cũng chả có thời gian nữa cơ. Giờ cái này thì em cũng tặng kèm cho bác một cục adapter 12V nhá, để cho các bác về các bác cắm. Đó. Rồi ok. Trước mắt các bác là một lô hàng em mới lấy về quạt tích điện. Tức là quạt tích điện nó hơn cái quạt kẹp 12V là em chế. Ví dụ như cái quạt mà tích điện á, thì là nó có thể là sạc được các bác nhá. Nó kẹp 12V em sẽ chế cho các bác là một cái kẹp này, một cái bộ đôi kẹp này. Đấy, cái đỏ thì các bác kẹp bên cộng, cái xanh thì các bác kẹp bên trừ. Đấy, em sẽ câu dây ra cho các bác kẹp cái bình các bác dùng. Đồng thời là các bác kẹp như thế để các bác cắm điện 220 vào. Bao giờ ở một cái quạt nó cũng có một cái dây. Dây như thế này. Đây, để cho các bác cắm điện 220 vào. Đấy. Cắm điện vô để các bác sạc. Thì đây em có 1 2 3, con kia là 4 con. Đây em lấy ví dụ con này là em đã làm hoàn thiện rồi. Đây. Đây con này. Đây, con này em đã làm hoàn thiện rồi. Thì em sẽ kẹp bình. Đó, kẹp ắc quy cho các bác xem. À, em xem cái bình yếu hay sao. Rồi em lấy cái cục pin. Rồi đây, con này là nó bị đứt cái dây. Đây em kẹp bình đây.
Đấy, nó lên đèn như thế này, đèn xanh xanh như này này. Khi nào mà lên đèn vàng dưới đây này, để chữ ắc quy lên đèn vàng đây này, các bác phải sạc nhá. Đây là số vừa này, nhấn lên trên này là số mạnh này. Đấy, đó, hắn có hai nấc này, vừa này, mạnh này. Đó, đấy. Còn đây là cái dây để cho bác cắm sạc. Đây, đây là cái dây để các bác cắm sạc. Mỗi một cái quạt như thế này để em bán với giá là 250k, kể cả là con Sun Hao. Con Sun Hao này là của Hàn Quốc này các bác này. Nói chung là con này là cái công tắc nó bị cứng rồi, cho nên là con này là phải đợi em làm. Nói chung là em cứ bán hai cái con mà em biết đang còn. Đây, con này với con này đây. Đó, hai con hoàn thiện rồi đây. Đấy. Con này là con em xem số bao nhiêu nữa nha. Vâng, đây là con 19 các bác nha. 19. Bán 250k. Quạt kẹp các bác nhá, là khác. Quạt kẹp là em bán 170k, tức là anh chỉ có một cái motor em đấu xuống thôi, còn quạt tích điện là như cái loại này. Đấy, như cái loại này mà không may mà mạch nó hư thì em chuyển qua quạt kẹp luôn. Còn cái nào mà đang dùng được thì em bán là 250k, như con số 19 và con số 20 này là 250k các bác nhá. Các bác muốn yêu cầu em làm một cái cột quạt mà chỉ cần kẹp vô bình chạy thôi. Đó. Thì nó chỉ là 170.000 thôi. Đây là số 20 các bác nhé, 250k. Đó, đây là hai em quạt tích điện 12V. Đó, con này có đèn. Rồi. Đó, như con này rất mát các bác này. Con này có chức năng luôn, giống như con Sun Hao. Con Sun Hao kia thì cái công tắc của nó đang hơi cứng. Các bác cứ để đó em xử lý. Rồi. Rồi, như con này giá 250k. Nói chung là cái quạt tích điện thì em bán 250k, còn quạt như quạt kẹp thì em bán 170k. Nói chung là mấy cái này ship nó cồng kềnh lắm các bác ạ. Đây là số 21 các bác nhá. 250k. Con Sun Hao kia chắc là nó bị cái ấy nó cứng thôi các bác ạ. Còn dầu nhất vô cái là nó êm ngay thôi mà. Rồi, ok. Đây, tiếp theo. Tiếp theo là một cái này là cái biến tần các bác nhá. Biến tần hiệu con choi đây, cái gì? Con choi. Con choi Telachin à. Hôm qua em vô YouTube cái anh dạy để điều khiển, để cài đặt. Anh nói anh đọc, anh vách này. Đọc tiếng Anh. Anh đọc tiếng Anh giỏi thật. Em không hề biết tiếng Anh, thế mới dở. Cái này là điện vào 220 các bác này. À, cái cục này này. Cái cục này em thấy rất hay. Đây này. Đó, chắc là đây 220 đây, 0V này, 220 này, đây là 3 pha này. Đây không biết là 3 pha là cái cục gì, em chả biết này. Chả biết là cái cục gì cả. Đó, đây có cả cái cục đổi điện AC với DC. Nói chung là cái máy gì nhỉ? Mà nó nặng lắm các bác ạ. Đây là cái bộ điều khiển của em nó. Đây là điện vào này. Đấy, để em cấp điện vào, hôm qua em dịch rồi. Còn đây là người ta đã câu rồi, người ta câu để cho chạy ở trên đây rồi, chứ chưa câu chạy ở phím ngoài các bác nhá. Chỉ có chạy phím trong đây thôi. Đây, em nhấn cầu dao. Chưa vào điện.
Đấy, đánh cách cách phát là ok. Đấy, như bây giờ đây là điện 3 pha ra các bác này. Đây, các bác nhìn thấy không? Đây, cái cuối này. Cho sạch lên chút nữa. Úi chà. Đó, như cái cuối đây này. Đây là 3 pha này. Đỏ, trắng, đen. Thì đây. Đỏ, trắng, đen đây. Đây là 3 pha ra này. Đó, còn đây là 2 dây vô này. Đó, còn đây là cài đặt này. Đấy, đi qua mấy con này. Đó. Em chả có motor. Rồi. Đây. Đó, như cách cài đặt thì hôm qua người ta có dạy em rồi. À, như thế này là chạy này. Kiếm này phím chạy này. Đấy, nó đang chạy đấy. Ví dụ như con motor là nó chạy đấy. Lên đến 5.000 cái là 50 là 50 hạt đấy. Đó. Còn các bác mà muốn, nói chung là các bác biết thì hẳn mua con này, chứ còn không biết thì không nên mua các bác nhé. Đó, còn em bao là 100% là cái con biến tần này đang còn còn dùng được, dùng thoải mái luôn, không có bị cái gì cả. Đấy, tại vì cái máy người ta đang dùng chứ không phải là máy hư. Nhưng mà đến ngày người ta không làm nữa, không dùng đến nữa. Đây em tháo nguyên một cái bảng điện này ra luôn các bác nha. Đó, em tháo nguyên một cái bảng điện ra. Con này là 0.75 các bác nhá, 0.75 kW. Đây. Đấy, 0.75 kW. Giá con này mới chắc mấy triệu thôi, chứ không có có cao lắm. Có cái là 0.75 thì nó khá nặng điện. Nó gọi là chịu tải tốt đấy. Đây. Đây là mấy cái cầu dao cầu riếc đang để nguyên xi, em chưa hề tháo ra. Em cứ để nguyên vậy luôn rồi. Đây là cái cục gì em chả biết này. Đó, tiếng Nga, tiếng Pháp gì này. Đó, em để nguyên xi luôn. Em chưa tháo một cái gì cả. Đó. Đó, em để nguyên thế này em bán cho các bác. Còn biến tần thì đang còn đẹp. Rồi. Đây là con số số 22 các bác nhá. Rồi, số 22. Em bán với giá là 1 triệu. Ok. À, em để sang bên. Hơi nặng. Đây, trước mắt này, các bác là một cái con bơm bơm dầu. Đấy, bơm dầu để hắn cũng là cái con kia vận hành nó đấy. Bơm dầu để dùng cho cái máy đó các bác nhá. Hắn gọi là cái cầu nâng gì ấy mà. Đúng rồi đấy. Hắn có hai cái phục. Đây, cái này vẫn hút vẫn bơm bình thường các bác nhá. Đấy, nhưng mà hôm qua là em có mình em làm giữa nắng thôi nên em tháo cái em chặt cái vòi này ra. Đấy. Chặt cái vòi này ra. Còn con ốc này tháo là ra thôi. Chả có cái gì cả. Đấy. Em đo dòng thì con này là 15 không tải các bác nhá. 15 không tải thì nó là 2 ký 2 đấy. 14 15. Em kẹp dòng em đo thì là 14 15. Đó. À, đây là hai cái dây xanh đỏ, đây là dùng nó này, còn cái này là cái gì em chả biết. Đó. Nhưng mà nó được đấu vào trong đây luôn đấy. Đây để dùng cái đó thì cắm hai cái này ở đây, dùng hai cái đầu này đây, chả biết cái công tắc gì, đó là cái công tắc thôi chứ chả là cái gì cả. Là motor 2 ký 2, tua chậm. Đó, các bác thấy không? Vẫn hút này. Vẫn thổi các bác nhá. Đang là quạt quạt này. Đó. Oh.
Đó. Kinh quá, phải chập rồi các bác ạ. May quá. Kẹp đo dòng thì hai cái này nó chập vào nhau. Đo trên đây nó dày quá, nó không không được. Đó, em đo cái này là 14 hoặc 15 các bác nhé. Đó. Thì người ta nói 14.2, 14.2A thì là motor 2,2 kg. Đó, này cũng tầm đó thôi, chân cẳng đang liền lạc. Cái đầu này em nhìn rất quen này các bác này. Cái đầu này giống như thể là ăn một cái đầu của máy rửa xe mà hôm trước em bán á. Đấy. Đấy, cái chỗ đây này. Cái chỗ đây các bác tháo ra thì ở trong đây có cái cốt, cái trục dài ra đến đây. Đó. Một con như thế này là nó nặng 27 cân các bác nhá. Tại vì cái con motor này là nó khá chỉ là nặng. Đấy, cho nên là cái tiền ship nó cũng khá chỉ là cao. Nếu như mà các bác mà không lấy cái đầu này, đấy, thì em bán cái giá nó khác. Còn các bác mà lấy cả thì em bán giá khác. Các bác mà lấy mình motor không á thì em bán 1,3 triệu. Còn các bác mà lấy cả cái cục này á thì em bán cả như thế này là 1,5 triệu. Đấy, thì em tháo ra, em tháo bốn con ốc này ra, em gửi motor cho các bác thôi. Còn cái đầu này thì em để lại. Đấy, cho bác nào cần thì mua. Còn bác mà lấy luôn á thì cả như thế này cũng được, là 1,5 triệu. Nó nặng quá các bác ạ, mà tiền ship bây giờ nó quá chỉ là cao rồi. Đấy, nó quá chỉ là cao rồi, chứ nó không có có nhẹ nhàng như ngày trước nữa rồi. Đấy. Em vừa em đầu tư con mua con đồng hồ nhưng mà chỉ biết kẹp dòng thôi các bác ạ. Vừa mới hỏi người ta học cách kẹp dòng. Tại vì mua mấy cái đồng hồ kia về đo là cháy, đo là cháy. Nên chả dám mua đồng hồ nữa. Đó, cái là cái con này nó không có tem. Cho nên là muốn chắc ăn là phải phải mua về để đo. Bán cho các bác về, các bác còn biết lối các bác làm. Rồi, motor 2,2 kg. Em bán với giá là 1,5 triệu, 1,5 triệu cả. Còn các bác mua mình motor không là 1,3 triệu nhá. Rồi, con này là con 23. Đúng nhỉ? 23 các bác nha. Em bán là 1,5 triệu. Rồi. Ok. Thì nó hơi nặng thì các bác để cho em được tốp để em gạt em nó sang một bên. Rồi, đây trước mắt các bác là một cái cục vừa sạc được, vừa có thể là kích lên điện 220 cho các bác xài ba cái quạt, cái bóng đèn cũng không biết được. Những cái lúc mất điện đấy thì các bác có thể là kẹp vô bình các bác lấy điện 220 ra. Đây, đây là hai cái ổ điện ra 220 của em nó đây. Đấy, còn đây là cái dây đỏ là bên cộng, còn dây đen là bên trừ của bình. Nhưng cái bình này nó quá yếu rồi. Để tí nữa em sạc. Rồi cái nào được thì em gửi cho bác. Bác nào lấy thì em sẽ sạc siếc. Ok, ngon lành thì em gửi. Cái này trước em bán nhiều lắm nhưng mà bây giờ không có hàng nữa rồi các bác ạ. Đó. Cái gì anh cũng có một thời gian nhiều nhiều xong hết. Cái này là dùng lúc nào hết bình là thôi các bác nhá. Còn cái loại rẻ tiền kia là dùng 5 phút hoặc 3 phút là nó tắt. Tắt xong bắt đầu mình lại phải khởi động lại thì nó lại biết được. Còn cái này dùng cạn bình đi là biết thôi các bác nhá. Đấy, còn sạc bình ấy, thì cái biến thế như thế này thì các bác nhìn biết này. Đấy, thì các bác chỉ sạc ví dụ như cái bình xe máy thôi, tầm khoảng 20A lộn về thôi. Bác nhá, đừng có ép nó xài những cái mà 50A, 100A thì không có được đâu. Tại vì cái gì hắn cũng người ta bảo là nồi đào đắp vung đó. Hắn cộng được có 3 cân thôi, các bác bắt nó cộng những 10 cân thì làm sao nó cộng được. Đấy, thì các bác đây là cái đầu để kẹp vô bình này. Đấy. Kẹp vô bình này. Đấy, khi kẹp vô bình thì các bác sẽ nhấn cái nốt này. Đây là cái công tắc này. Đấy, các bác nhấn xuống. Đấy, như em đang nhấn sẵn đây rồi. Các bác về chỉ việc kẹp thôi, không cần nhấn. Đấy, thì nó sẽ kêu tít. Đấy, tầm khoảng 20 giây sau lại kêu tít. Chứ không có kêu tít liên hồi nhá. Kêu tít liên hồi là cái bình của bác yếu quá hoặc là cái bình của bác có vấn đề. Đấy, anh kêu báo lỗi đấy. Kêu tít 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 tít. Giống như đồng hồ hẹn giờ ấy. Đây là hai cái điện ra nhá. Còn cái lúc nào các bác cần sạc á thì các bác cắm cái này vô điện 220 là nó tự khắc nó sạc cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đóng cái giờ le, hắn có giờ le tự ngắt tự đóng và đến khi sạc đầy tự nó ngắt các bác nhá. Đấy, cái này thì có rất nhiều người mua để về chế thành sạc.
thì bao giờ nó cũng bền hơn, tại vì hắn là mấy cái đèn điếc này này, nó là điện tử chứ không phải là cái loại cơ, cho nên bao giờ nó cũng bền hơn. Đấy. Mình xin cái này mà giá mới của nó những triệu mấy cơ. Đó. À, cái này em bán với giá là 200k các bác nhá. Bác mua về vừa sạc vừa có thể kích lúc mất điện mà sóng xin không kêu, không gằn. Đấy. Đây là con số 24 các bác nhá. Em bán 250k. Bộ kích 12V các bác nhá. 12V. Rồi. Và đây, hôm nay cái quạt này ngày trước ấy rất nhiều bác dặn em, nhưng mà thật sự ra là có một bác quen lắm nhưng em không tài nào em nhớ được bác là bác nào. Đây, em cho xịt nhì vô không đánh nhé, gãy mất. Cánh sắt các bác nhé. Đấy, cánh sắt thân nhôm, lồng sắt rất dày. Cái loại này là ở trong cái lồng của máy điều hòa công nghiệp loại to, loại siêu thị. Loại này cái quạt của nó rất là đắt các bác nhé. Hôm trước thì em có một con thì có rất nhiều người mua và đặt, em không có hàng đó. Thì hôm nay thôi, bác nào mà dặn em á thì nó lâu rồi mà, bác nào dặn em mà em không nhớ á, thì các bác thông cảm nhá. Thì đây các bác đặt hàng đi, em có một con đây, các bác đặt hàng. Rồi còn đừng có trách em là sao mà đặt hàng mà lại không gửi, tại vì nó lâu rồi cho nên là bác thông cảm cho em. Thật sự là em không nhớ. Đây, em để xịt cái này. Đấy. Sải cánh của nó là tầm khoảng 40 các bác nhé. Sải điện 220 thì em đã câu kiếp sẵn rồi. Bác về chỉ việc chế dây dài ra thôi là xài thôi. Cực kỳ mạnh các bác. Nói chung là em tắt đi này. Đấy. Mình phải để cho nó hút được không khí thì nó mới tạo ra gió được, chứ mình mà để nó sát xuống thì nó không thể mát được các bác nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Kéo nó lại cùng cái máy của em thì mất. Tốc độ nó quá chứ là khủng khiếp, các bác cẩn thận nhá. Đánh cái này đánh chỉ có cụt tay thôi, chứ không có bình thường đâu nhá. À, các bác hết sức cẩn thận với cái quạt này đó. Cái quạt này hôm trước là rất nhiều bác dặn em nhưng mà đợt nó là không có hàng nên là các bác cũng đừng có trách em nhá. Em nhớ còn bác quen em thân em lắm mà dặn em mà răng mà em không thể tài nào em nhớ được. Rồi con này là con 25, em bán với giá là 600k, có một em duy nhất các bác nhá. Rồi ok, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, hôm nay lại với gặp lại em nữa đây. Đây các bác xem đằng sau em này. Đó. À, cái này thì đơn giản thôi. À, các bác muốn quay thuận quay ngược gì các bác chỉ cần đổi cái dây tụ này sang dây tụ khác là quay thôi. Còn bây giờ là nó đang mắt thẳng về đằng trước. Đó. Còn các bác muốn chế thành quạt hút cũng được. Thì các bác chỉ việc lật cái dây tụ lại thôi là ok. Rồi. Để em hạ con này xuống nha. À, tiếp theo là một con đầu rửa xe. À, nó để đây là 1000 này, 20 20 0.75. Đấy. Con này thì bao ngon luôn các bác nhá. Đang quay mà đang ọc ọc là tức là nó đang còn ngon. Đó. Áp yếc đồng hồ đang còn ngon lành cành đào. Con này đang khá đẹp. Bạn viết đang còn trơn tru. Rồi. Con này thì các bác về chạy với motor ngựa rưỡi nhá. Ngựa rưỡi với cái loại mà 2 ký 2 á thì mới được. Em hôm bữa em lấy được 2 con. Một con thì em bán cho bác nữa rồi, bác mua cả bộ luôn rồi. Cho nên là phải tháo đầu ra. Còn đây là một cái đầu khác, còn một cái đầu kia bác cũng mua mất rồi. 2 bộ mà. Rồi, con này là con số 26 các bác nhá. 26.
Em bán là 450k. Quá rẻ cho một cục tình. Có cái nắp ở đây để chắn lại các bác nhé. Đó. Áp nó biết đang còn ngon lành. Nói chung là con này các bác về chỉ việc câu dây và lắp dây súng chiếc vô là dùng thôi. Rồi em xin hạ xuống nha. Rồi cái con cuối cùng hôm nay là một cái con Sanda chính hãng các bác nhé. Đây 5kW. 5kg đó các bác nhé. Con này thì đang còn ngon, mâm miếc đang khởi động bình thường các bác nhé. Hôm qua em tháo cái mặt bên đây ra thì em thử cái mâm của nó còn trả không á. Ý là điện điếc nó còn tăng giảm không á. Nhưng mà con này còn khá mới, khá đẹp. Rồi em kẹp điện. Con này là 5kg các bác nhé. Con này thì dùng cho một hộ gia đình thì thoải mái. Đây 5kVA đây. Đây em quay đây. Ăn khá nặng. Đây là điện vào và điện ra của em nó đây. Đây đây là điện vào các bác nhá. Đây là điện ra đây. Người ta dùng 220 nên người ta lấy băng keo người ta dán cái 110 này lại. Dán cái 100 lại. Đó. Đây là 0 này. Với cái này là các bác dùng điện 100 này. 0 này. Với 220 là các bác dùng điện 220 này. Đó. Còn cái này là khóa là khóa áp. Đóng mở. Cao thì tắt đấy. Cái kiểu như chắc là như thế. Đây em để em tháo hẳn đi ra để em kẹp cái kia vào thì mới được. Nên các bác cứ để em tháo rồi thì em gắn lại nhá. Đó. Không. Đó. Đây điện vào các bác nhá. Các bác nhớ điện vào là nó nằm ngang nhá chứ không phải nằm dọc đâu nhá. Các bác về mà lắp là phải rất là từ từ. Rất là từ từ và cẩn thận. Rồi một tay em đóng cầu dao, một tay em đóng cầu dao đây. Đấy, các bác thấy đồng hồ không? Đấy. Ok, ngon lành. Em thả cầu dao ra nhá. Rồi, ok. Nói chung là con này đang còn khá đẹp, khá chi là ngon cho nên là các bác cứ yên tâm. Đó. Con này em bán với giá là 1.500.000 các bác nhá. 5kVA. Đang còn một con 7.5kVA nữa nhưng mà cái motor để quẹt cái chổi than của nó đang có vấn đề cho nên là em đang để kia. Hôm qua em lấy được hai con mà một con 5kVA, một con 7.5kVA. Đấy con 7.5 nặng hơn 30 cân đang nằm kia. Đấy con đó thì để em xem lại cái motor như thế nào đã. Rồi em sẽ báo cho các bác sau. Rồi con này là con 27. Đúng 27 không các bác nhỉ? Đúng rồi. Đúng 27 đó các bác. Hai bảy. 1.500.000 các bác nha. Đó. Thì đang còn con 7.5kVA là 7,5kg đó các bác. Nặng hơn 30 cân. Đó. Nhưng mà nhìn nó nhỏ hơn con này. Con này nó to thế. Rồi. Nói chung là hôm nay em chỉ quay một ít cái đồ này thôi, còn đang còn rất nhiều cái đồ nữa nhưng mà thôi để hôm sau đi, để hôm sau đi, tại vì hôm nay cũng khá nhiều rồi, em đăng bây giờ em còn có sức em đóng hàng nữa cơ, tại vì có một mình nên là làm rất nhiều việc, một lúc rất chi là mệt mỏi các bác ạ, hôm qua hai hôm nay đi lấy hàng rất chi là xa, rất chi là xa, rồi. Cuối cùng là con Sanda 5kVA giá 1.500.000 các bác nhé. Này máy tự động ổ nắp tức là nó tự động hết các bác nhé. Nên các bác không phải lo điện yếu thì tự nó nâng cao còn điện cao thì tự nó sẽ hạ xuống. Đấy. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Em xin chào.